Soka xin chào các bác nhé. Thì hôm nay shop chúng em sẽ tổng hợp lại một số cái mẫu hình ảnh của những ngày bác khách hàng đang sử dụng con bơm dầu ly tâm cảnh nhạt loại 580W bên em. Đó thì đây rất là nhiều các bác khách đã phản hồi lại đấy về cho shop là cái mẫu sản phẩm này dùng rất là ok. Đó thì đây là một số những cái hình ảnh và cuối có sẽ có những cái video một hai video đấy, em sẽ tổng hợp lại để cho các bác có thể tham khảo đấy. Ví dụ các bác này đang dùng để bơm hút dầu từ phi vào xe đây rất là nhiều đó, bơm từ phi vào xe bơm chuyên dùng luôn đó, hoặc là bác để luôn trên máy bác buộc luôn trên trên xe ấy. Đấy, buộc luôn trên xe thì bác dùng đấy. Đấy những bác khách hàng gửi lại những mẫu hình ảnh cho bác lắp đặt hay là bác mua về mới mua về bóc hộp bóc chụp gửi lại so shop đó, rất là nhiều bác lắp luôn trên máy rồi này đó. Thì đây cái mẫu này bên em đã giới thiệu có những video em test thực tế và video em giới thiệu rồi đấy. Thì còn lần này em tổng hợp lại một số hình ảnh thôi, đây là một số hình ảnh đây là em tổng hợp lại thì một số bác khách đã sử dụng và gửi về cho bên em đấy, tổng hợp lại đó rất là nhiều luôn các bác ạ. Đây, em thì cơ bản chỉ nhặt ra mấy bức cơ bản như này thôi. Đó. Đấy, bác chủ yếu là bác hút từ phi nhá. Bác chủ yếu hút từ phi ra ra máy hoặc là bác lắp luôn trên máy để lúc đến chỗ phi thì bác cắm luôn vào bác hút. Đấy, có hai hình thức các bác hay dùng nhá. Một là để phi rồi bơm ra máy. Hai là bác lắp luôn trên máy. Máy đây, thường như con máy thì máy máy xúc máy lu máy các máy máy lớn ấy đấy thì hai máy công trường ấy đấy, bác hay sử dụng cái đó. Thì con này thì lưu lượng nó rơi khoảng khoảng 40 lít một phút đấy, 30 40 lít một phút tùy ở độ cao đấy, rồi hút sâu 5 mét đẩy cao khoảng gần chục mét đó. Thế nên là bác sử dụng trong cái nhu cầu bơm hút nhiên liệu thì bán kính như thế là quá cho ok rồi. Đấy, con này bên em phân phối cũng rất là lâu rồi. Đó. Rất là lâu. Đấy, được sự phản hồi của các bác rất là ok. Đấy. Đấy, các bác lắp ở phi này. Đấy. Các bác buộc luôn ở phi. Để bác xử lý luôn. Đó. Để bác lắp đặt ở nhà, lắp đặt. Đấy, thì cái máy này này thì bác lưu ý em nhá. Thì nó phải đi với ống chuyên dùng nhé, chứ nó không không dùng ống nước được đâu, tại vì cái đầu xăng dầu ấy, à dầu ấy thì nó có tính chất ăn mòn, đấy, ăn mòn nếu như là cao su mà không phải là sao cao su chuyên dùng ấy, thì nó mòn rất là nhanh và nó nhanh mùn, đấy, mà nhất là cái đầu hút ấy, thì các bác không dùng cái loại ống chuyên dùng loại thép này này, đấy, thì các bác khách bên em thì dùng thì em tư vấn luôn là phải dùng những cái loại thép. Đấy, thì lúc đầu hút thì nó không bị móp đấy, tất cả hầu như tất cả các bác dùng dùng lõi thép lõi chuyên dùng mà lõi thép này này thì lúc đầu hút nó không bị móp vào đấy, chứ không không dùng ống mềm được đó. Còn đây là những video vâng, Soka xin chào các bác nhá. Thì Soka xin chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, Soka xin chào các bác.